em trai ruột ca sĩ phi nhung mong một điều để vong linh chị gái ra đi thanh thản hôm nay chị đã theo về cõi phật những ai yêu quý chị đều đã và đang rất đau lòng để chấp nhận sự thật em trai ca sĩ phi nhung xót xa đã ba ngày kể từ khi cố ca sĩ phi nhung vĩnh viễn rời xa cõi đời như những người thân cận khán giả vẫn chưa thể nguôi nỗi đau mất mát ca sĩ phi nhung ra đi để lại bao ước nguyện còn dang dở và lời hứa mãi mãi không thành với người con ruột đang sinh sống ở mỹ do em trai và con gái cố không thể về Việt Nam ngay lúc này nên hậu sự cố ca sĩ sẽ do Việt Hương đứng ra lo liệu cách xa nửa vòng trái đất anh Tommy em trai ca sĩ Phi Nhung đã lập bàn thờ tại nhà và đội khăn tang để đưa tiễn chị gái tối muộn ngày 30 tháng 9 Tommy còn viết tâm thư nhớ thương ca sĩ Phi Nhung và tự động viên bản thân vượt qua biến cố lớn đặc biệt em trai cố ca sĩ còn mong bạn bè người hâm mộ cùng cầu nguyện để vong linh của chị được ra đi thanh thản lúc sinh thời chị là người thích hỏa ái vui vẻ chị thích nghe kinh và đọc kinh vậy tất cả chúng ta nên làm giờ đây là cầu nguyện để linh hồn chị được nhẹ nhàng siêu thoát kinh xin tất cả những ai yêu tiếng hát của chị em thương chị em hãy cùng dành chút thời gian để cầu nguyện cho chị em trai cố ca sĩ phi nhung viết tâm thư mong khán giả cùng cầu nguyện và đừng đau buồn để chị được ra đi thanh thản mẹ mất sớm nên phi nhung là người nuôi nấng và dạy bảo các em nên người cố nghệ sĩ từng chia sẻ đã hy sinh hết thanh xuân cho gia đình đến khi các em ổn định mới yên tâm đi làm thiện nguyện cuối tâm thư anh Tommy còn gửi lời nhắc khán giả hãy nén hết giận hờn và những chuyện không vui để thành tâm cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung được về cõi vĩnh hằng. Mong các fan của chị hãy kìm nén nỗi đau này xuống, nén hết tất cả những giận hờn để đưa tiễn chị đi trong nhẹ nhàng, bình an. Hãy nghĩ cho chị và hiểu cho chị. Thương chị thì xin hãy nghe theo lời chị dặn dò, em trai Phi Nhung xót xa chia sẻ. Anh Tommy cũng khuyên khán giả hãy bỏ qua những hờn giận và chuyện không vui để cố ca sĩ được an nghỉ nơi chín suối. Tại Mỹ, em trai đã lập bàn thờ để ngày ngày thờ cúng và đội tang ca sĩ phi nhung các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé